Nhà đẹp Kaise Home xin chia sẻ tới quý vị và các bạn một mẫu nhà mái Nhật 2 tầng đẹp được công ty chúng tôi thiết kế cho gia đình anh Nam tại xã Việt Lập, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Ngôi nhà có diện tích sàn khoảng 120m². Hiện tại, ngôi nhà đang trong quá trình hoàn thiện, được khoảng 90% khối lượng công việc. Gia chủ đang tiến hành lắp đặt và thi công nội thất. Ngôi nhà có kiến trúc rất đẹp và hiện đại. Ngoại thất được trang trí hài hòa, lấy tông màu trắng làm chủ đạo. Các điểm phào, chỉ, cột được sơn màu đậm để tạo điểm nhấn kiến trúc. Tổng thể ngôi nhà được bao bởi hệ sân vườn và cây xanh, tạo cảm giác sống rất gần gũi với thiên nhiên. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn đi sâu vào bên trong của ngôi nhà. Chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết công năng các tầng của ngôi nhà cho các bạn tham khảo xem mẫu nhà này có gì đặc biệt các bạn nhé. Ở tầng 1, chúng tôi thiết kế một phòng khách rất rộng rãi với diện tích là 50m², kết hợp với phòng ăn uống ở phía trong. Ở bên cạnh, chúng tôi thiết kế hai phòng ngủ, mỗi phòng diện tích là 17m², rộng rãi và thoáng mát. Ở phía cuối của ngôi nhà, chúng tôi bố trí một khu vệ sinh chung. Khu vệ sinh này được tách làm hai phòng, một phòng vệ sinh và một phòng tắm, rửa mặt, rất thuận tiện trong quá trình sử dụng. Khu bếp nấu được chúng tôi thiết kế tách riêng ra phía ngoài, thì nấu ăn sẽ không có mùi vào trong nhà, rất sạch sẽ. Khu cầu thang được chúng tôi bố trí ở giữa hai phòng ngủ, bản thang rộng 1m2, số bậc là 21 bậc, có chiếu sinh, rất hợp với phong thủy. Ở phía trên của tầng 2 được chúng tôi thiết kế gồm có một phòng sinh hoạt chung với diện tích là 39m², hai phòng ngủ mỗi phòng là 17m², một phòng thờ là 12,6m², được bố trí ở phía trước hướng ra ban công, rất ấm cúng. Ở phía cuối cũng bố trí một khu vệ sinh chung cùng trục với tầng 1. Quý vị và các bạn, ai có nhu cầu quan tâm đến mẫu nhà vườn 2 tầng mái Nhật như thế này thì hãy để lại các bình luận ở bên dưới. Nhà đẹp Kaise Home sẽ tư vấn chi tiết cho các bạn về giá thành của mẫu nhà này. Và chúng tôi có rất nhiều mẫu nhà đẹp khác muốn chia sẻ tới các bạn để các bạn có nhiều lựa chọn cho ngôi nhà ước mơ của mình các bạn nhé.